Anh em có nhu cầu gì về loa điều khiển từ xa, loa mồi vẫy chim thú hay gọi đơn giản là loa vẫy chim ấy, tất cả các mẫu các loại luôn, vui lòng liên hệ shop cho đấy. Hôm nay shop làm video để giới thiệu anh em một cái mẫu loa mới, xuất hiện trên thị trường. Anh em nhìn sơ có thể anh em sẽ nhầm lẫn, đây là cái mẫu loa Dani Q92, nhưng mà xin thưa với lại anh em, đây không phải là Dani Q92 nhé. Dòng này chơi hay hơn Q92. Dòng này là Dani Q93 nhé. Anh em lưu ý Dani Q93 đây. Bề ngoài thì nó giống như cái Q92 thôi. Bao bì đây, bao bì giống này. Đây là cái Q93 này. Thế còn đây mình sẽ lấy mẫu một cái Q92 cho anh em xem này. Vỏ hộp thì nó giống thôi. Nhìn sơ nó giống thôi. Đây, quy cách cũng giống luôn, kích cỡ giống luôn, nhưng mà nó khác nhau và xe rõ ràng nhé. Đây là Dani này, Q92 này, còn cái này là Dani Q93, hai xe gì hai mã số khác nhau nhé. Đây, cái loa Q93 này ấy, là mới có nhé, bên shop mình mới phát triển được 1-2 thùng, nó ổn định rất tốt. Thì hôm nay mình giới thiệu công khai đông đảo với anh em để anh em cập nhật được mẫu loa mới đặt hàng nhé. Đây là cụ thể những cái phụ kiện của bộ loa Q93 đây. Mà anh em xem nhé, cái này thì cơ bản nó vẫn là dòng Dani, nó chỉ khác mã số với Q92 thôi, nó là Q93 nhé. Đây mình sẽ mở ra đây, phụ kiện như anh em thấy nó vẫn giống như Q92 thôi. Tay điều khiển này, pin của tay điều khiển này, thân loa này, nằm trong túi chống sốc nhá, êm ái. Thân loa này, giấy hướng dẫn, nó giống Q92 thôi nhưng mà có nhiều điểm khác biệt đấy. Sau tí nữa mình sẽ trình bày cụ thể những điểm khác biệt ra nhá, những khác điểm khác biệt rất hay luôn. Dây cáp sạc này, cục sạc này, và phía dưới. Phía dưới vẫn có là túi vải rèn ri nhé, túi vải màu rèn ri. Đây. Rồi, tạm thời mình đã phụ kiện ra đây. Đây, mình xin giới thiệu với anh em. Mẫu loa Dani Q93. Cái này ấy, nó thiết kế tinh xảo hơn Q92. Nhỏ hơn, gọn hơn. Vẫn đáp ứng được mọi chức năng cao cấp như là Q92. Một số anh em là có phản hồi lại là chê cái Q92 nó hơi bị nặng to, thì đây thưa các bác đã có mẫu nhỏ gọn hơn, gọn gàng hơn cho các bác chơi. Đây và số đo của nó nhá, bề ngang chỉ là 9 phân rưỡi thôi, bề dày là 4 phân rưỡi nhá, còn bề cao 10 phân rưỡi. Đây mình đã bên cạnh một cái Q92 cho anh em so sánh luôn. Đây thấp hơn Q92 này, nhỏ hơn Q92 này, và bản thân cái cân trọng lượng nó cũng nhẹ hơn. Q92 là nặng 700 g, còn Q93 chỉ nặng 500 g thôi nhá, năm nặng. Cái đây để mình nói cụ thể những cái chức năng chính của cái loa Q93 này, những cái ưu điểm hơn. Cái này này thì tích hoạt đầy đủ các chức năng cao cấp như của dòng Dani, đó là ghi âm, tua bài, tua dữ liệu ấy, chế độ im lặng, tua bài tới, tua bài lui, và hiệu ứng âm thanh bát chiếc là có thể điều chỉnh được nhé, và đều nhận tín hiệu từ thẻ nhớ và USB. Cái điểm khác biệt và điểm nổi trội và cái ưu điểm nhất của dòng loa Q93 này ấy, đó là về kích cỡ này, nhỏ gọn này, và cái điểm đặc biệt thứ hai ấy là về hệ thống điện nguồn nhé của Q93 này, và hệ thống sạc cho Q93 nó cũng có rất nhiều cải tiến hơn nhé. Pin dùng cho loa Q93 này là pin nguồn điện của nó là 5V2 nhá, 5V2, 5V đấy, nguồn điện 5V. Chính vì vậy khi sạc cho loa này
sẽ dùng chung với cục sạc giống như của điện thoại nhé. Cục sạc 5V, cục sạc 5V giống như điện thoại. Đây là cái dây cáp sạc mà bộ loa cho theo. Bộ loa cho theo dây cáp như này. Các bác nhìn đây, đây là đầu USB này, đây là đầu chân tròn để cắm vào đây này. Đầu USB này sẽ cắm vào chân sạc. Và cục sạc này là nguồn sạc là 5V nhá. Nguồn sạc là 5V. Các bác lưu ý nhá, nguồn sạc là 5V. Đồng nghĩa với việc loa Q93 này sẽ dùng chung được với cục sạc điện thoại. Dùng chung được cục sạc điện thoại. Rất chi là phổ thông nhá, rất dễ. Nó không như là mấy cái dòng loa điều khiển từ xa khác, nguồn điện của nó là 7,4V. Đây cục sạc. Nguồn điện là 7,4V. Cục sạc nào nữa. Cục sạc Q93 nữa. Ngoài cái thay nguồn điện là 7,4V ấy thì phải dùng loại sạc đặc biệt. Dùng loại sạc đặc biệt là 9V tới 10V. Ở đây ăn cơm em. Nguồn sạc nhá là 9V tới 10V mới sạc được cho cái dòng loa Q92 này, hoặc là tất cả các dòng loa điều khiển từ xa khác, các mẫu ZY898 hay các mẫu ấy là đều dùng nguồn 7,4V, và cái nguồn sạc của nó này ít nhất là 9V tới 10V nhé. Nhưng loa Q93 này nó dùng nguồn điện pin có 5V thôi thì là sẽ dùng chung với cục sạc điện thoại, rất chi là tiện lợi luôn. Trường hợp cục sạc này có trục trặc là các bác sẽ dùng cục sạc điện thoại chung luôn, rất đơn giản nhé. Và cũng có thể khi nó hết pin các bác sẽ dùng luôn cục sạc dự phòng của điện thoại cắm vào chân USB, chân phổ thông luôn, cắm vào như này là báo sạc đấy, không cần phải mua thêm pin sạc dự phòng nhé, không cần phải mua thêm pin sạc dự phòng đặc biệt của loa điều khiển từ xa, dùng chung với này pin sạc dự phòng của điện thoại, tiết kiệm hơn, kinh tế hơn. Và cái tay điều khiển này thì cũng giống như tay điều khiển của Q92, tích hoạt đầy đủ chức năng cao cấp và cũng dùng pin sạc, pin sạc được nhé. Đây, dùng pin sạc được, dùng pin 5V 2 sạc được, thì đồng nghĩa với việc tay điều khiển này cũng dùng chung với cục sạc điện thoại luôn và dùng chung với sạc dự phòng này được, là rất tiện lợi cho anh em chơi nhé. Và cái điểm ưu biệt lớn nhất, ưu điểm lớn nhất của dòng loa Q93 này ấy, nó được cải tiến bên mạch, cải tiến bên mạch điện tử bên trong, dùng nguồn điện là 5V, cực kỳ tiết kiệm pin.